chung tay hỗ trợ chương trình xóa đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững đang được đẩy mạnh ở nhiều tỉnh thành. Các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành kim hoàn của thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay cùng quỹ vì người nghèo của các địa phương hỗ trợ tích cực cho công tác an sinh xã hội. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Cái Bè và các chùa trên địa bàn huyện tổ chức các buổi tặng quà cho các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với sự đồng hành của các doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh như công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Thanh Trúc, doanh nghiệp tư nhân trang sức Đức Bảy, tiệm vàng Phương Anh, công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Kim Tài Phúc. Dịp mùa trung thu đến, tôi muốn góp một phần lợi nhuận từ công ty tôi để chia sẻ cho người dân có một mùa trung thu vui vẻ hơn, no ấm hơn. Hơn 1.000 phần quà bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, xe đạp đã được trao đến tay của nhiều bà con, san sẻ phần nào khó khăn với người dân, giúp họ có thêm động lực để hướng đến tương lai thoát nghèo bền vững.